Mặc áo đỏ nhỉ, cũng kiểu gì con ghét nhất là mặc áo đỏ trên những cuộc đời này. Hello, xin chào tất cả các chị. Xin chào chị Lâm Bác. Xin chào chị Lệ Thu nha. Xin chào chị Trần Thảo Mai. Xin chào tất cả mọi người đang xem livestream. Xin chào Kiểm Nguyễn ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào những ai đang xem livestream của em nha. Mọi người vào đi nào, mọi người vào chia sẻ cho em đi nào. Mọi người vào xem nha, hôm nay sẽ sale rất là rẻ nhá. Chào chị Hằng Thái ạ. Chào chị Phương Linh ạ, à, chào tất cả mọi người nhá. Mọi người vào nào, mọi người vào comment là chấm cho em biết là các chị đang xem livestream của em ạ. Chân vàng em mặc bao nhiêu em? Chân vàng em váy em mặc là 140 nhá chị nhá. 170 sale và 140 khi chia sẻ live hai màu này. Đây, chân váy này bên trong có quần nhá mọi người nhá. Bên trong có quần em có hai màu là màu đen và màu xanh. Màu đen với màu xanh này các chị này. Đang sale là 140 nhá, lên giá siêu đẹp luôn này. Bên trong có quần này, mọi người vào chia sẻ nhiệt tình cho em bên trong có quần luôn nhá mọi người nhá. Mọi người vào chia sẻ nào, mọi người vào chia sẻ nhiều lên cho em để chơi mini game nhá các chị nhá. Chia sẻ thật nhiều vào, có hai màu là màu xanh với lại là màu đen chị ơi. Xin chào Hà Văn Trung ạ. Xin chào chị Phương Linh này, mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chia sẻ nhá, hôm nay sẽ sale rất là rẻ luôn. Sale rất là rẻ này, cái mã này đang sale nhá, nhá. Đang sale xuống còn 140. Hai màu là màu đen và màu xanh. Đây đủ size nhá, ai lấy đi comment. Đây chị hoa hồng xanh đây, chân vải em đang mặc đây. Rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp đây. Đấy, bò hàn nhá, co giãn rất là dễ chịu luôn. Các chị mặc này, co giãn này, độ co giãn rất là sướng luôn. Bên trong có quần, đây là quần giả váy này. Đấy, bên trong có quần nhá các chị nhá. Đang sale là 140, ai lấy comment cho em. Rồi ok, chị Lâm Bắc bao nhiêu cân nhở? Chị Lâm Bắc bao nhiêu cân ạ? À? Lấy màu xanh thì cho em trên số điện thoại nhé, màu xanh còn size size M này. Các chị comment size cho em size ML. Comment size kèm số điện thoại nhé, size S thì các chị dưới 50 cân. Dưới 50 cân tầm khoảng 45, 46 cân quay đầu thôi. Size M thì tầm khoảng 47, 48, 49 cân. Size L thì khoảng 49 đến 51, 52 cân nhé các chị nhá. Nào, ai lấy thì comment cho em. 53 cân thì vừa size L là màu đen nhá, 53 cân vừa size L màu đen ạ. Chị nào lấy màu xanh thì comment này, màu xanh còn size M. Rồi ok, chị Lâm Bắc cho em xin số điện thoại ạ. Chị Lâm Bắc cho em xin số điện thoại nhá. Sale là 140 này. Sale là 140 rất là đẹp luôn nhá, dành cho các chị chia sẻ like nhá. 140 cho các chị chia sẻ like rồi ok, chốt cho chị Lâm Bắc xanh này. Đây xanh em có một cái mã bò hàn này nữa. Chị Phương Linh ơi, em hết xanh M rồi. Đây em còn cái xanh L này. Còn xanh L này. Chị Phương Linh lấy xanh M. À còn cả xanh M nhá. Còn xanh M. Chị Phương Linh lấy cho em số điện thoại. Cho em số điện thoại này. Đây nha, còn cả cái mã này nữa này. Còn cả mã này là xanh L nhá chị nhá. Xanh L này. Tầm khoảng 51, 52 cân quay đầu này. 51, 52 cân quay đầu mặc đẹp nha. Từ 48 đến 52 cân này. Xanh L nhá, cái này mặc lên rất là đẹp luôn. Đây màu đen em đang mặc đây. Màu đen em đang mặc có size L này. Màu đen em đang mặc có size L này. Ai lấy đen em đang mặc thì comment nhá. Rồi ok, chị hoa hồng xanh size L. Cho em inbox cho em số điện thoại nhá. Hoặc là cho em số điện thoại luôn nhá. 140k dành cho các chị chia sẻ like 3 lần trở lên ạ. Đây còn đen L này các chị này. Còn đen L này. Đây. Còn đen L nhá, ai lấy đen L comment này. Đen size L này.
Chất bò co giãn rất là dễ chịu nhá, bò hàn nhá mọi người nhá. Bò hàn rất là đẹp luôn đây. Em mặc đây. Còn size L, ai lấy đen L thì comment đen L kèm số điện thoại cho em nhá. Chỉ giá 140 thôi nhá mọi người nhá. 140k màu đen size L, các chị tầm khoảng từ 47 đến 52 cân. Từ 47 đến 52 cân, em không có Shopee thì em ship COD nhá. Đây chân váy dài hơn đây chị Thúy Nhung này. Đây chân váy dài hơn đây nhá. Chân váy này dài mặc đến gối luôn này. Đấy, size L này, còn xanh L này. Chị nào lấy đi comment nhá. Chị nào lấy đen L comment. Đen L kèm số điện thoại cho em. Đen L kèm số điện thoại cho em nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào, hôm nay em sẽ sale rất là rẻ luôn. Mọi người chia sẻ nhiều cho em đi. Chiều nay em sẽ sale rất là rẻ nhá mọi người nhá. Sale sốc, sale rẻ luôn. Hôm nay em sẽ sale bằng lỗ, bằng sale 50% lỗ vốn luôn. Mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em. Chia sẻ thật nhiệt tình cho em. Rồi ok, màu xanh giống với em đang mặc. Cho em số điện thoại chị Hoa Hồng Xanh. Cho em số điện thoại nhá. Nào, có ai lấy đen không nữa nào? Có ai lấy đen comment đen L kèm số điện thoại cho em này. Đen L kèm số điện thoại cho em nhá. Rất là đẹp luôn này. Đấy, bò mài nhìn rất là xinh luôn. Đằng sau ấy nhá. Đằng sau này. Tôn dáng này. Tôn dáng rất là đẹp luôn. Đây em còn một cái màu xanh size L mã 2 này. Xanh size L mã 2 nhá. Xanh size L mã 2. Ai lấy thì comment là mã 2 size L màu xanh. Kèm số điện thoại cho em. Đây, mã 2 size L này. Cái em đang cầm 48 cân vừa chị ơi. Cái em đang cầm 48 cân vừa này. Cái này rất là đẹp luôn này. 48 cân vừa nhá. Rồi ok, chốt cho chị Hoa Hồng Xanh một cái này. Cái em đang cầm là mã 2 48 cân vừa. Đen 48 cân rồi, chị Như Ý Nguyễn 48 cân đen. Ok, chốt cho chị Như Ý Nguyễn một chiếc này. Chị Hằng Thái ơi, size L 55 cân, nếu mà cao trên 1m6 thì vừa nhá. Cao tầm khoảng 1m6 đổ lên thì vừa đây. Chị nào thích cái dáng dài hơn đây. Cái dáng dài hơn đây nhá, em còn size L này. Còn size L rất là đẹp luôn này. Cái dáng dài hơn này nhá. Các chị tầm khoảng từ 48 cân trở lên đến khoảng 52 cân. 48 đến 52, 53 cân nhá. 48 đến 52, 53 cân này. Đây, cái xanh này rất là đẹp luôn. Xanh L kèm số điện thoại cho em. Chị nào lấy comment xanh L kèm số điện thoại cho em này. Rất là đẹp luôn nhá. Mã này dài hơn một chút xíu. Mã này dài hơn một tí này. Xanh L nhá mọi người nhá. Xanh L mã 2 kèm số điện thoại cho em. Comment là xanh L mã 2 kèm số điện thoại cho em. Chỉ với giá là 140k nhá mọi người nhá. Đang sale là 140k nhá. Áo em đang mặc cũng có bán này. Áo em đang mặc có bán nhá. Còn hai màu đỏ với lại đen. Áo em đang mặc còn hai màu đỏ đen này. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nhá. Hôm nay mà áo này em sẽ sale xuống còn 80k này các chị nào. Sale còn 80k cho các chị nhá. Đỏ với đen này. Chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em. Mã xanh size L này có ai chốt không ạ? Ai chốt thì comment xanh L kèm số điện thoại cho em nào. Đây, xanh L kèm số điện thoại này. Đây nha, em còn một cái áo bi này. Áo bi rất là đẹp này. Sale là 55k nhá. Đây em sẽ mặc cái bi trắng này cho mọi người xem.
Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá, chia sẻ thật nhiều lên 50 view tặng áo nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên 50 view tặng áo nào các chị nào, chia sẻ thật nhiều cho em nào. Đây nhá, còn một chiếc bi này, còn một chiếc bi này em sale nốt nhá. Sale nốt là 55k áo bi này. Áo bi sale nốt 55k nhá. Mẹ bảo chị đấy là cho lại số điện thoại đi, số cho hôm qua sai. Cái chị đang nhắn tin đi. Đây rồi, ok, qua mẫu này. Đây này này. Chị đi thư đấy á. Ừ. Áo bi này được chắc mày sai lầm. Cho sai số mà. Chân này đỉnh ngọc ấy. Nào mọi người ơi, tiếp tục nào. Tiếp tục nha, tiếp tục này. Áo trắng này, sale nốt này. Áo trắng 52, 53 cân quay đầu nhá. Từ 40 cân đến 52, 53 cân quay đầu này. Áo trắng này, sale nốt này. Sale nốt là 80k này. Chân váy thì còn một cái này size M này. Số đấy sai. Nào. Đây nha các chị nha, đây chân váy này em còn một chiếc size M, sale là 120 này, hàng Quảng Châu bao xịn đẹp luôn nhá. Các chị tổng khoảng 51 cân quay đầu, từ 46, 47 cân đến khoảng 50 cân, 50, 51 cân quay đầu là cùng này. Đây em còn một chiếc size M này, ai lấy bò M comment là chân váy M kèm số điện thoại cho em. Sale là 120 này, sale là 120 nhá, hàng xịn đẹp luôn, bao xịn đẹp luôn, chất co giãn rất là mềm luôn nhá, chất rất là mềm. Đây. Thì hôm nay gửi thứ ba nhận được đúng không? Mai. Nào có ai lấy chân váy M này không nào? Chân váy nghe đang mặc là size L này, còn một chiếc size M này. Xin chào chị Duyên Nguyễn ạ. Đây nhá, còn một chiếc size M sale là 120. Ai lấy thì comment là chân váy M kèm số điện thoại cho em nhá, sale 120 này. 120k nhá. Hàng Quảng Châu xịn luôn. Cái này kèm theo một cái đai nữa. Đây, hàng xịn đẹp luôn này. Size M nhá chị nhá. Size M. Rồi ok, em có lai áo nhá, tí em lai áo này. Có ai lấy chân váy này thì comment nhá. Comment chân váy M kèm số điện thoại cho em, đang sale rất là rẻ luôn. Đang sale sốc luôn nhá chị nhá. Áo như em đang mặc nhá, sale nhá. Áo như em đang mặc cũng đang sale luôn nhá, 80k nhá mọi người nhá. Xin chào chị Thanh Nguyễn á. Nào mọi người ơi, còn một chiếc áo hoa này. Còn một chiếc áo hoa sale nốt nha các chị nhá. Sale nốt. Áo này bao nhiêu tiền nha? 80k. Còn một chiếc áo hoa sale nốt là 80k này các chị này. Sale nốt là 80k nhá. Đây, dáng cánh rơi này. Rất là đẹp luôn nhá, rất là trẻ luôn. Thích buộc vào như thế này cũng được này.
Đây áo quá đẹp luôn. Sale nốt là 80k này các chị này. Mã này các chị kể cả 60 cân quay đầu mặc vẫn vừa nhá. 60 cân quay đầu mặc vẫn vừa này. Tại vì dáng rất là rộng ấy. Đó, dáng rất là rộng. Sale nốt 60k chị nào lấy áo hoa kèm số điện thoại. Đấy. Áo hoa kèm số điện thoại cho em. Sale nốt 60k nhá. Rất là đẹp luôn, áo này rất là điệu luôn. Dạ. 80 nhầm 60 là 80k nhá chị nhá. Sale nốt 80k em nhầm nhá. Nào có chị nào lấy áo hoa này không nào? Chị nào lấy comment áo hoa kèm số điện thoại cho em. Comment áo hoa kèm số điện thoại cho em nào. Sale siêu rẻ luôn này. Có ai lấy áo này không ạ? Quần bò vừa cầm bao nhiêu? Em vừa cầm là váy bò cho chị Hiền Nguyễn nhá. Sale là 120. Áo hoa này sale là 80k này. Đây, dáng rộng nhá mọi người nhá. Dáng này dáng cánh rơi. Dáng cánh rơi ấy. Dáng rộng ấy. Ai lấy thì comment cho em 80k kèm số điện thoại cho em nhá. Rất là đẹp luôn, để em qua mẫu khác. Cái nào có ngủ gì đây? Áo nào các chị nào? Áo nha. Sơ mi này. Sơ mi em còn một chiếc này. Sale xuống còn 120 cho các chị này. 150k sale xuống còn 120 nhá. Tay bèo này. Tay bèo rất là đẹp luôn đấy. Tay bèo rất là đẹp luôn. Sơ mi hàng thiết kế nhá. Sale xuống còn 120 này. Cái mã này các chị tầm khoảng 54 cân quay đầu vừa này. 54 cân nhá. Vòn lụa rất là đẹp luôn. Năm 2, năm 3 cân thôi nhỉ. Năm 2, năm 3 cân thôi. Năm 2 cân thôi chị đẹp. Ai lấy comment sơ mi hoa kèm số điện thoại cho em này. Sơ mi hoa kèm số điện thoại cho em. Sơ mi để đẹp. Hàng này hơn 200 đấy, bán hơn 200 rồi, còn một cái sale lỗ thì nửa luôn. Em sale lỗ vốn luôn nhá. Em chỉ sale 120 thôi. Ai lấy đi comment sơ mi hoa cho em này. Sơ mi hoa nhá, quá rẻ luôn. Đây, các chị có thể nhìn gần cái chất von của nó này. Là cái chất von đẹp nhá chị nhá. Tay rất là mềm luôn. Mềm cực kỳ luôn, cái chất von của nó đẹp lắm nhá. Sale 120, ai lấy comment sơ mi hoa cho em. Sơ mi hoa nhá, từ 45 đến khoảng 52 cân. Từ 45 đến 52 cân này. Ai lấy comment nhá. Tay bèo. Rất là đẹp luôn. Áo này em đang sale là 120 nhá chị Hà Vang nhá. Đang sale chỉ 120 thôi, hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn này. Các chị 52 cân quay đầu nhá. 52 cân quay đầu là vừa. Hàng này bình thường là bán 150 hay là 200 ấy.
hàng thiết kế ấy, còn một cái rất là đẹp luôn, mọi người ai mặc đi làm công sở thứ gì mặc quá đẹp luôn, siêu xinh. Hàng thiết kế mà hàng đẹp mà cái thiết kế hàng xịn thế này còn một cái. Cái nhỏ và cái này phải ép. À, Kim Thoa lấy sơ mi thì cho mình xin số điện thoại nhá. Hàng này mình bán ở shop là hơn 200 đấy. Còn một cái xeo rẻ các bạn từ 50-52 cân đổ lại thôi nhá, thì là vừa. Từ 45 cân đến 52 cân. Quá đẹp luôn. Bạn nào lấy áo này thì comment số điện thoại cho mình để chốt nhá. Quá xịn luôn, áo này chất hàng thiết kế của nó mình lấy vào đã gần 200.000 rồi. Mà mặc đi làm công sở thì nó là quá đẹp luôn. Nét lên từng cm luôn, hàng này số phải bán rồi. Chị Hà Thị Kim Thoa cho em xin số điện thoại ạ. 52 cân thì cao bao nhiêu? Cái bim mà đẹp được. Đây nha, tiếp mã này ấy chị nhá. Tiếp mã này cũng rất đẹp này. Tiếp mã này cũng rất đẹp, em còn hai màu nhá. Em còn hai màu là bi với kẻ. Còn hai màu bi với kẻ nhá. Cũng sale 120 nhá. Hàng 200 sale 120 này. 52 cân cho em số điện thoại chị Thoa ơi. Đây. Rồi ok, có số điện thoại của chị Thoa rồi, chốt đây, cho chị Thoa số mình nào. Áo này đẹp này, chị mua thêm đi thật. Đây, chị mua 2 cái áo này cũng đẹp này. Hàng tốt shop luôn nhá. Hàng tốt shop, toàn là hàng đẹp thôi. Nhưng cái mã này em toàn bán 200 quay đầu nhá mọi người nhá. 200 quay đầu, 150-200 là chuyện bình thường. Hôm nay em sale 120 này. Còn kẻ với lại bi nhá. Còn kẻ với lại bi, cái mã này các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu. Từ 45 đến 55 cân quay đầu này, mỗi mã chỉ còn một cái thôi. Hàng von đẹp nhá. Hàng von đẹp này chất cát hàn luôn. Đây là chất cát hàn nhá mọi người nhá. Sale là 120, kẻ với bi 55 cân quay đầu. Ai lấy màu nào thì comment cho em bi đỏ này. Bi đỏ và kẻ nhá. Bi đỏ với kẻ này, ai lấy mã này không này? Sale quá rẻ luôn. Mã này mặc lên đẹp lắm này các chị này. Mặc lên quá xinh luôn nhá. Mặc tôn da cực kỳ và chỉ có 120. Các chị mặc đi làm cái mã này nhá. Mà chất von nó nhẹ lắm. Chất von, cái loại von mới ấy, nó vừa đẹp lại còn vừa nhẹ nữa. Không hở tí nào luôn, chất von đẹp. Ai lấy kẻ comment kẻ, ai lấy bi comment bi cho em. Sale chỉ 120 thôi. Rẻ cực kỳ luôn. Chân váy đó quá gối mà cơ. Mắc cả chân không? Chân váy bò này thì không có cái mã qua gối mà gần mắc cả chân đâu chị ạ. Mã đấy thì nhà em hết rồi nhá. Chuyến sau sẽ về nhá mọi người nhá. Mai thì sẽ có hàng mới. Mai sẽ có hàng mới nhá mọi người nhá. Đây có kẻ với bi này. Hôm nay em sẽ sale luôn nha. Sale lỗ vốn mai đón hàng mới này. Đấy. Có kẻ với bi, ai lấy comment cho em. Sale là 120 này. Sale là 120 nhá chị nhá. Hàng tốt shop, hàng đẹp. Đấy, các bao chị đẹp xem luôn. Đường bay của nó nét như thế nào, nếu chị biết là hàng nó đẹp thế nào, không phải là hàng chợ. Hàng này là hàng shop. Bình thường các bạn mua áo này khoảng hơn 200 một áo. Mình bán cũng không bao giờ bán cái giá như thế này, nhưng mà cũng hết rồi, chỉ mỗi mã chỉ còn một cái nên sale bằng một nửa luôn. Em qua mẫu nhá, ai lấy thì comment nhá. Kim Thoa mà mặc đi làm công sở ấy thì mua luôn một đôi rất là đẹp luôn. Không mấy khi mà có giá siêu rẻ như này.
váy dài qua gối thì có mã chân váy mì thủy tây ạ. Rồi ok bạn Hà Kinh Hoa nha. Đây chân váy dài thì mình có đấy, chân váy dài qua gối thì nó có mã này. Rất là đẹp luôn đây. Chân váy này chất umi này. Mình còn size S với size M cho các bạn từ 40 đến 50 cân đổ lại nhé. Mã này còn S với M thôi. Ở Hà Đông. Đây nha các chị nha, tiếp mã này này. Tiếp mã sơ mi này nhá. Tiếp mã sơ mi này 53 cân quay đầu nha. 53 cân quay đầu, sale là 60k này. Sale là 60k nhá chị nhá. Sơ mi lụa sale là 60k, ai lấy comment cho em này. 60k thôi nha. Ai lấy comment cho em này. Sơ mi lụa kèm số điện thoại nhá. 60k ai lấy comment nhanh tay nào. Nhanh tay comment nào các chị nào, 60k thôi nào. Đây, 60k nhá. Quá rẻ luôn, ai lấy comment nhanh tay cho em. Sơ mi lụa kèm số điện thoại này. Đấy. Sale là 60k nhá. Ai lấy sơ mi sao thì comment sơ mi sao cho em nào. Em sale là 60k mã này các chị từ 40 cân nha. Từ 40 cân đến 53 cân này. Sơ mi lụa rất là đẹp luôn này. Có ai chốt mã sơ mi sao này không? Ai chốt mã sơ mi sao thì comment sơ mi sao cho em này. Đây, siêu đẹp luôn nhá mọi người nhá. Ai lấy thì comment nhá. Ai lấy đi comment để em qua mẫu nha. Ai kéo hoa mộc vàng. Áo này là 60k có duy nhất một chiếc sao nhá. Có duy nhất một chiếc sao. Dáng chân váy bò dáng chữ A mai về nhá mọi người nhá. Mai về nhá. Mai về hàng nhá. Ai lấy đi comment cho em sơ mi sao 60k nhá. Cái này các chị mặc với quần bò cũng đẹp luôn. Chị Nhung ơi, chị có lấy thêm gì không để em gửi? Ừ, áo này để cho chị ấy. Chị thì lấy quang anh rồi mẹ trả lấy ra đây. Chị ấy ấy. Chị Lục Tâm ấy. May thế vẫn còn. Nó lại mẹ lấy ra để cho chị Hạ Thương rồi. Chị Nhung ơi, có lấy thêm gì không để em gửi luôn một sản phẩm thì nó không bỏ ship đi.
con bỏ tiền ship của chị ấy. Đây nha chị nha, một chiếc sơ mi vàng này, bệt vai vàng này, sale còn 55k nhá. Ai lấy hoa vàng thì comment hoa vàng, sale còn 55k này. Ai chốt hoa vàng comment hoa vàng cho em này. Đây, ai chốt thì comment hoa vàng cho em này. Xem 55k đây này các chị này. Má này là tổng khoảng 52 cân quay đầu mặt đẹp. Chị nào người gọn nhà em có cả khách. Những chị 55 cân mua mặc vẫn là đẹp. Có người, có chị gọn ấy ạ. Có những chị người gọn thì kể cả 55 cân quay đầu mặc vẫn được nhá mọi người nhá. Ai lấy hoa comment hoa cho em này. Hoa kèm số điện thoại nhá. Sale 55k nhá mọi người nhá. Sale quá rẻ luôn. Đây, em sale quá rẻ luôn. Rồi ok, mai em có hàng mới về nhá mọi người nhá. Mai em có nhiều hàng mới, lô mới về. Nên là mai mọi người ai mà đơn mà có một sản phẩm rồi ấy thì mai hoặc ngày kia chọn thêm để em gửi hàng cho mọi người nhá. Để em gửi hàng cho mọi người. Đây các chị này, có một chiếc sơ mi tím này nhá, em xem là 50k này. Xe 40k, dáng rộng nhá, dáng này dáng rộng với các chị này. Dáng rộng nhá, dáng baby doll ý. Bầu bí cũng có thể bon chen được. Xe là 40k này. Đây ai là ai lấy comment tím thêm số điện thoại cho em. Chị Trang bảo gì? Mai về cho phải bỏ. Có chị ơi, mai về nhiều nhá, mai em sẽ về nhiều má lắm. Nhiều mẫu mới lắm. Nào ai lấy tím comment tím cho em nào. Tím kèm số điện thoại cho em mà các chị nào. Đang sale này. Em đang sale nhá, 40k nhá. 40k dành cho chị nào kèm đơn này, rất là rẻ luôn này. 40k này. Ai lấy thì comment tím nha. Xem hàng trước. Ơ chú ơi, cháu đang ngay đâu. Chú Vân đúng không? Trước gửi sao chưa nhận được. Chú Phong. Để chiều em kiểm tra chị ơi, em quên mất đấy. Đây nha các chị nha. Đây, tiếp một mã váy này. Mã váy cực xinh luôn nhá, tay cánh tiên nhá chị nhá. Tay bèo hai bên này. Tay bèo tay cánh tiên này.
sale nốt là 90k nhá. 90k này các chị này. Hôm nay em còn mấy mã là em sale nốt này. 90k nhá. Dài qua gối luôn. Đây, dài qua gối luôn này. Ai lấy comment nhá. Comment váy lụa kèm số điện thoại cho em này. Đây, váy lụa kèm số điện thoại cho em. Thay quần áo đi. 52 cân, 52 cân mặc vừa nhá mọi người nhá. 52 cân này, 52, 53 cân quay đầu này. Gì bố này. 52, 53 cân quay đầu mặc vừa này. Ai lấy váy hoa comment váy hoa kèm số điện thoại cho em nha. Dài qua đầu gối luôn. Đấy. Qua đầu gối như này luôn nhá. Ai lấy comment nha. Chị Y Trang vẫn chưa nhận được này. Mấy hôm, 3 hôm, 4 hôm. Có ai chốt váy hoa này không ạ? Ai chốt váy hoa này thì comment cho em để em qua mẫu này. Đây nha, em còn mấy bộ hoa dây sale nốt này các chị này. Em còn mấy bộ hoa dây sale nốt nhá. Sale nốt là 90k. 90k nhá các chị nhá. Đây, sale nốt là 90k này các chị này. Tầm khoảng 48, 49 cân quay đầu nhá. 48, 48 cân quay đầu này. 48 cân quay đầu nhá các chị nhá. Đây áo 2 tầng này rất là xinh luôn nhé. Bộ này là 150, sale xuống còn 90k này. Rất là xinh luôn. Bộ mặc ngủ nhà các chị tầm khoảng 50 cân, 48, 49 cân quay đầu là đẹp. 48, 49 cân quay đầu này. Ai lấy comment này. Comment bộ hoa kèm số điện thoại cho em nhé. Bộ hoa kèm số điện thoại cho em đi nào các chị nào. Bộ hoa kèm số điện thoại cho em. Sale sốc luôn, sale rẻ luôn nhá. Ai lấy comment này. Hết size rồi chị ạ. Bộ này nó còn mỗi size bé thôi. Bộ này xinh cực kỳ luôn nhưng mà hết size. Hết size to. Một váy gì? Mẹ. Váy than hoa cam. Váy suông, suông vết nách phải không ạ? Bộ này là 90k, 150 em sale 90k này. Các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu thôi.
Bộ này em hết size. Bộ này chỉ xinh lắm, hoa 3D luôn, hoa hồng 3D luôn, rất là đẹp. Nhưng mà em hết size to rồi. Em thì có váy nào mà tính than hoa cam. Đây quần của nó này, quần như quần váy ấy, các chị ạ. Quần của nó như quần váy đây này. Giống kiểu quần váy ấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Bộ này xinh cực kỳ luôn. Nhưng mà nó lại hết size. Hết size to, em chỉ còn size bé này thôi. Thì từ 50 cân đổ lại mọi người. Đẹp cực kỳ luôn. Hoa 3D nhá. Hoa 3D xinh cực kỳ luôn. Mà chỉ có 90k một bộ nhá. 90k thôi, hàng Von hoa 3D. Ai lấy thì comment nào. Bộ này thì các chị bé bé xinh xinh luôn này. Hết size to. Bộ này bình thường này em có cả size to cho các chị 55 cân quay đầu mặc vẫn vừa. Nhưng mà hiện tại là size to em hết. Em chỉ còn cái size bé này thôi. Em còn mấy bộ ấy này là sale nốt. Váy em vừa mặc. Đây váy em vừa mặc đây này chị này. Mai em về nhiều hàng mới nhá chị nhá. Mai ngày kia sẽ về rất là nhiều hàng mới luôn. Đây váy em vừa mặc đây. Sale là 90k này. 52, 53 cân quay đầu mặc vừa này. Từ 43, 44 cân trở lên là đẹp. Chị Nga ơi, chị xem lại gì ạ? Đây nhá, nếu ai lấy váy hoa này, comment váy hoa kèm số điện thoại cho em. Theo 90k em vừa mặc rồi nhá. Mã này em vừa mặc rồi này. Rồi ok cho chị Trang, cái này đẹp mà. Lụa đẹp. Rồi ok chốt cho chị Trang váy lụa này. Quần thì rộng thoải mái. Quần mặc rộng như váy luôn. Bộ dây. Đây bộ dây này đẹp. Các bạn từ 50 cân đổ lại nhé. Thì mặc cái bộ dây này quá đẹp luôn. Bây giờ mình sale bằng 50% giá bình thường thôi. Quần váy rất là xinh luôn. Quần thì rộng rãi cho các bạn, năm mấy cân cũng thoải mái. Mà áo thì chỉ từ 50 cân đổ lại thôi. Nên bộ này cho ba các bạn từ dưới 50 cân nhé. Dưới 50 cân là mặc đẹp. Von xịn luôn. Hàng may, hàng thiết kế của nó may đẹp đó. Không phải là cái hàng von rẻ đâu. Von lụa 3D đẹp. Hàng thời trang xinh như này mà. Siêu đẹp, siêu nét luôn quần của nó đây. Quần váy 2 tầng rất là xinh luôn. Bạn nào lấy bộ này thì comment nhé. Sale chỉ có 90k. Sale rẻ, siêu rẻ luôn. Bình thường là bán 160k. Chị Võ Thanh Nga lấy thì comment nhé. Dưới 50 cân là mặc được nhé. Đây tiếp này chị này.
Tiếp một mã bộ cốt tông. Tiếp một mã bộ cốt tông mặc ở nhà này chị này. Đây nhá. Bộ này em chỉ còn mấy bộ thôi, xem nốt này. Có thể mua bộ đôi cho hai mẹ con cũng được, còn bộ cho người từ 50 cân đến từ 35 đến 50 cân. Đây. Còn bộ đôi này, chị mua theo đôi cũng được. Anh ạ, bộ này có thể mua bộ đôi nhá. Mẹ và bé đều được nhá mọi người nhá. Đây. Sale là 100k một bộ, hàng Quảng Châu. Bộ này thì không có dài cả, bộ này thì em chỉ có sóc thôi. Hàng Quảng Châu này. Như này mà dài thì em lại không còn chị ạ. Như này em chỉ có sóc thôi. Để hàng Quảng Châu thì các bạn mua sốt ít nhất khoảng 250 một bộ, chất siêu mát luôn, hàng này quá xịn luôn, quần túi đẹp. Hàng Quảng Châu xịn luôn ạ. Hoa của nó là hoa thêu. Sale là 100k một bộ này, ai đấy thì comment hồng kèm số điện thoại cho em này. Hồng kèm số điện thoại nha các chị nhá. Hồng kèm số điện thoại cho em, sale là 100k. Rất là mát. Hoa thêu nhá. Có bộ cho các bạn từ 40 đến 52 cân đổ lại mà đẹp. Từ 40 đến 52 cân quay đầu nhá. Ai lấy đi comment hoa kèm số điện thoại cho em này. Hoặc là comment bộ hồng nhá. Bộ hồng hoặc bộ hoa kèm số điện thoại cho em. Đây, quá trời xinh luôn. Đang theo siêu rẻ, siêu sốc luôn. Bằng một bộ lanh luôn mà hàng Quảng Châu chất xịn luôn. Còn ít thì treo cho nó hết đi. Mẫu này đẹp mà chị Thoa, chị Thoa nếu mà lấy comment nhá. Chị ơi, chưa đâu, áo thì em chưa gửi đâu, thì mình có một sản phẩm ấy. Một sản phẩm thì không bỏ ấy, không bỏ tiền ship của chị ấy. Đây, bộ này chỉ có màu hồng thôi chị ạ. Bộ này chỉ có duy nhất màu hồng, hồng đậm với lại là hồng nhạt. Có bộ hồng này cho các bạn từ 55 cân này. Hồng đậm và hồng nhạt này. Đấy. Hồng đậm với hồng nhạt nhé các chị nhá. Hàng này bóc bộ ra nhìn này. Chắc quá sướng luôn. Nó giống bộ này mà. Ai lấy comment nhé, đang sale là 100 thôi nhé mọi người nhé. Đang sale là 100 thôi. Chất mát lạnh luôn này. Chất xuống mát lạnh luôn, ai lấy comment cho em. Đây mọi người có thể nhìn này, nhìn cái phần tem mã của nó nhá, hàng Quảng Châu xịn, hàng cao cấp luôn đấy mọi người ạ. Chất thì làm rất là mềm đẹp, chất rất là mềm đẹp, thờ mát lạnh luôn. Em chỉ còn vài bộ thôi, 200 nên em sale lỗ vốn nhá, sale lỗ vốn luôn. Comment cho em nhé, comment màu kèm số điện thoại cho em, đủ size luôn, còn đủ size luôn ạ. Mẹ đừng như này.
Nào có ai chốt mã này không nè? Ai chốt mã này? Cái phần hoa này của nó là hoa 3D luôn này các chị này. Hoa 3D luôn nhá. Ai lấy thì comment nhá. Đổi qua mã áo phông này các chị này. Đổi qua mã áo phông đá này. Đây, đổi qua mã phông đá rất là đẹp. Rồi, quần sóc bò nữa này mọi người này. Các chị có muốn mua quần sóc bò không nhỉ? Em có rất là nhiều mã sóc bò nhá. Sóc bò giấy. Đây, sóc bò giấy đính hoa cực xinh này. Sóc như em đang mặc nhá các chị nhá. Sóc như em đang mặc này. Toàn bộ là bò giấy rất là mềm, dễ chịu luôn. Đây, đủ size luôn nhá các chị nhá, đủ size luôn. Tầm khoảng 55, có size cho các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu. Rất là đẹp luôn này. Đính đá đấy mọi nhá, đính đá thêu luôn. Hàng bò xuất thêu đính đá luôn này các chị này. Đây, chất bò rất là co giãn dễ chịu luôn. Em đang xem là 100k nhá, còn quần như em đang mặc chỉ có 90k thôi. Quần như em đang mặc chỉ có 90k thôi này các chị này. Đây có rất là nhiều mẫu cho mọi người nhé. Có cả mã này là mã không đính đá này các chị này. Mã này là mã không đính đá này. Đấy, dáng rất là bụi luôn, rất là thể thao, rất là đẹp luôn này. Mã này không đính đá nhé mọi người nhé. Ai lấy thì comment chiều cao cân nặng để em tư vấn size cho mọi người ạ. Quần tây đi mình lấy mấy cái. Quần baggy thì bây giờ nhà em chỉ còn lẻ size thôi chị ạ. Đây nha chị nhá. Quần rất là đẹp này. Đấy, chỉ có giá là 100k thôi, em đang sale nhá. Các chị mua ngoài thị trường bao giờ cũng là hàng 150 luôn. Hàng này hàng bò giấy rất là mềm đẹp. Em sale 100k này. Có cả mã đính đá luôn. Đây, có mã này là mã đính đá này các chị này. Mã này là mã đính đá nhá, có đính đá và không đính đá. Vâng, hai quần này bằng tiền. Người trung tuổi mà không mẹ chị, người tầm như mẹ em ý. Có chị ơi, quần shop đúng không ạ? Hay là chị muốn hỏi quần shop hay là muốn hỏi mã? Muốn hỏi áo hay muốn hỏi gì ạ? Hai mã này bằng tiền. Có cái không biết cái áo hay là cái gì? Chị hỏi gì thì hỏi. Váy hay là áo? Rồi ok, cảm ơn chị Thoa. Đây nhá. Đây này các chị này. Rất là đẹp luôn, đỉnh đá hai bên. Giá 100k bằng tiền nhau. Chị một cái ly. Chị Bi Trang lấy cái nào ạ? Lấy cái đỉnh đá hay là cái không đỉnh đá? Váy người. Đây cái mã không đỉnh đá này cũng đẹp này. Mã không đỉnh đá này đẹp này chị này. Nhìn rất là trẻ luôn. Cái này thì xước một tí. Đấy, chai nail này.
rất là đẹp nhá. Nào có ai lấy thì comment nào. Chị Trang lấy mã nào ạ? Trang lấy mã không đá hay là mã vách? Trang lấy mã vách đẹp. Vách hay đá? Chị lấy cái mã vách này, mã vách này đẹp này. Đây chị ơi, chị muốn hỏi váy cho người trung tuổi đúng không? Đây em có cái mã váy này mặc rất là sang luôn này. Mặc rất là sang nhá, cho mẹ chị mặc vừa này. Rồi ok, cho bị chị Bi Trang cái mã không rách này. Ok tình yêu nha. Đây nhá. Đấy. Cái mã này đẹp này chị. 23 cân có vừa chị ơi, 23 cân thì mặc size bé nhá. 23 cân thì em có cái mã quần chun này này. Bé nha chị, 23 cân thì mặc đẹp này. Đây. Bé nha chị, 23 cân. Rồi ok chị Trang, size 55 cân rồi ạ. Đây, bé nha chị, 23 cân thì mặc mã quần chun này nhá. Chỉ với giá là 60k thôi này chị này. Bò giấy này. Chị Thoa nhá, 60k bò giấy này. Đấy, bé nha chị, 23 cân thì mặc mã này đẹp. Mã này đẹp quá luôn. Dạ. Đây nha, chị nào hỏi váy cho mẹ nhỉ? Chị ở chốt này. 23 cân. Hướng mẹ. 23 cân. Cao mét bao nhiêu chị? Nếu mà mập thì mới vừa nhá. Em sợ rộng ấy. Thế này em sợ rộng ấy chị ạ. Cái mã này thì các bé mặc thì đẹp này, nhưng mà sợ rộng không nhỉ? Đây nếu mà mập thì mặc thì nếu mà mập thì được. Đây váy đây chị Bi Trang này. Váy này bao nhiêu nhá? Hàng này. Hàng này lấy vào đã 300 306 250. Lấy vào hơn 300. Trao cho nữa. Không vừa đâu chị Hoa. Bao nhiêu mày? 250. 250 chị ơi. Váy này sale nhá. Váy này lấy vào đã là 306 rồi thì phải. Em chỉ còn mấy chiếc, có một cái cổ màu đỏ nữa nhỉ. Đấy, váy này mình còn hai size cho người từ 60 65 cân mặc được này. Váy này là váy suông. Có size dành cho các bác tầm khoảng 60 65 cân quay đầu mà vẫn được này. 60 62 cân. Dáng thì rất là đẹp. Hàng này hàng cao cấp mà hàng đẹp lắm. Em chỉ còn vài cái. Em có vài cái hàng cao cấp bán ở shop ấy mọi người. Đây nhá. Nếu mà chị nào lấy comment có hai màu cổ có một màu cổ kiểu khác nữa. Em đang sale rất là rẻ luôn. Phần này là đá này. Em xem là 250, thực sự lấy vào đã là 306 nhá. Em thề với các chị lấy vào đã là 306 luôn rồi. Đây mình còn một cái cờ tô này cũng đẹp này. Tô này quá đẹp luôn, còn một cái size L cho các bạn từ 55 cân đổ lại 50 đến 55 cân này. Cái này mặc siêu xinh luôn, sale 100k nhá. Cái này mình sale 100k. Đẹp lắm luôn này, hoa 3D. Các bạn nào lấy váy này không? Cũng là dáng suông đây. Cái này mặc rất là xinh luôn. Nguyễn Nguyệt 53 cân vừa nhá. Cô mình ở chỗ nào? 24 à, chị ở đúng ngã 324 nhá Phương Hoàng ơi. Đây. Ở
váy này cũng xinh cho các bạn từ 50 đến 55 cân mà quá đẹp luôn nhé. Bên này có khóa này, cái sườn này có khóa sườn. Hàng giờ tô hàng 250 thì giờ sale còn một cái, sale 100 thôi. Nguyễn Nguyệt lấy thì comment nhé. Nhưng mà nó lẻ rồi nên là sale rất là rẻ luôn. Cái này cũng là màu vàng, có màu đỏ nữa. Cháu cũng mặc được hết màu rồi ạ. Sao chị bảo cháu mặc được là mã nào, mã váy ạ? Váy này mặc thường trung tuổi mới mặc, tầm từ 35 trở lên thì mặc đẹp. Công sở mặc đẹp, mặc đi chơi các thứ, đi tiệc đẹp lắm, trung tuổi mặc đẹp. Em còn 2 chiếc. Em đẹp luôn. Hàng đẹp mọi người ạ. Thì váy hồng vừa mẹ dơ ý. Váy hồng đấy hết màu rồi chị Trang ạ. Trung tuổi thì em nghĩ là không nên mặc ôm đâu các chị ạ. Trung tuổi thì phải mặc dáng này nó là dáng xuông xuông, hơi xuông. Nhưng mà trung tuổi mặc thì đẹp, không bị lộ dáng, không bị mặc đẹp lắm. Nên mình nếu mà thích thử thì thử cho xem. Trung tuổi mặc ôm thì em nghĩ là không hợp. Trung tuổi mặc ôm quá không hợp. Dáng này thì nó hơi, nó cũng vừa vặn với người đẹp. Đây nhá, em bán áo như em đang mặc này các chị này. Bán áo như em đang mặc nhá. Áo như em đang mặc có màu đỏ này, màu vàng này, màu đen này các chị này. Buộc cái áo màu đen. Váy hồng với chất von lụa ấy chị Trang, váy hồng với chị Trang mặc được. Hàng Gerto thì nó là chất đẹp, riêng của hãng Gerto thì nó toàn chất đẹp thôi, nhưng mà nó hàng Gerto. Trang có mặc được không? Dáng nó là dáng suông đấy. Gerto của nó hơn 200 đấy. Đây áo em đang mặc có trắng này, có vàng này, có rêu này, có đen này, có đỏ nhá chị nhá. Trắng, vàng, rêu, đen, đỏ. Đang sale 90k một áo thôi. Trắng, vàng, rêu, đen, đỏ nhá chị nhá. Áo như em mặc này, áo đá này siêu đẹp luôn. Hàng Thái nhá, hàng Thái thì không phải quảng cáo nhiều rồi. Tại vì các chị mặc nhiều các chị biết rồi. Hàng Thái chất thì miễn chê luôn nhá mọi người nhá, miễn chê luôn. Rồi ok, em giơ lại cho chị xem. Nào có ai lấy áo này thì comment này. Comment màu kèm số điện thoại cho em. Mã này bao các chị 60 cân quay đầu mặc vừa nhá. Bao luôn 60 cân quay đầu mặc vừa luôn. Có ai chốt mã này thì comment cho em nào. Mã này mình còn một cái size L nhá. Còn một cái size L cho các bạn từ 50 đến 55 cân mặc vẫn suông. Đây. Chất này thì nó là chất cực đẹp rồi. Đây. Chất đây nha các bạn nha. Đây, chất gần đây của nó đây. Hoa dưới gọi là 3D đẹp lắm. Hình dưới là 3D siêu xinh luôn. Đang mặc là suông lắm, dưới phần này nó xếp ly eo nhưng vẫn là dáng váy suông nhá, không phải dáng váy ôm nhá. Mặc ở nhà thì nhẹ nhàng và mát lắm, đi chơi. Em đang sale chị ơi, cái váy đấy em đang sale nhá, nên mà có cái giá rẻ như thế thôi. Váy chất đẹp mà. Đó là hơn 200 đây thì có giảm giá luôn đấy. 220 nghìn.
Nào có ai chốt cái mã áo này không nào? Ai chốt mã áo này thì comment nhá, em đang sale rẻ, cực rẻ luôn. Ship nhà mình mỗi đơn hàng là 30k, nhưng một đơn hàng ship toàn quốc là 30k nha. Đây nha, tiếp mã váy này này, này. Tiếp mã váy này nhá. Váy này em còn mấy cái thôi, sale nốt là 90k này. Váy này sale nốt là 90k một chiếc này các chị này. Mã này có size dành cho các chị 55 cân quay đầu nhá. Có size dành cho các chị 55 cân quay đầu này. Từ 45 đến 55 cân quay đầu có size nhá. Ai lấy thì comment là váy hoa kèm số điện thoại cho em. Váy hoa kèm số điện thoại cho em, hoa 3D nhá. Hàng xuất đẹp luôn. Còn size M này, hàng Quảng Châu xuất đẹp luôn nhá. Hàng xuất đẹp luôn, hoa 3D nhá. Phần ren của nó, phần ren mềm đẹp. Phần ren mềm đẹp nhá các chị nhá. Còn hai chiếc, ai đấy thì comment nhá. Có size từ 45 đến 55 cân quay đầu mọc vừa. Em đang sale chỉ có 90k thôi nhá mọi người nhá. Ai lấy comment đi, chất đẹp mê ly luôn. Chất đẹp mê ly mà sướng lắm nhá mọi người nhá. Chất đo hoa 3D, à chất von, chị ơi chất von lụa này, hoa 3D này. Xếp ly này, sale rồi 90k các chị nhá. Hàng Quảng Châu đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp, cái này hàng đẹp này. Còn hai chiếc nhá. Em còn hai chiếc này. Rồi ok cho chị Trang một chiếc. Em xem cái con đang mặc là sai gì. Hai cái đều size M hết này. Rồi ok, chốt cho chị Trang một size màu này. Đây, rất là đẹp luôn. Em còn một chiếc này. Lấy cho em váy hồng nhé. Rồi ok, cho chị Đặng Trang một váy hồng. Chị đi Trang không là mẹ. Chị Đặng Trang váy hồng. Rồi ok, có chị nào lấy nốt váy như em mặc thì comment này. Còn một chiếc vi nhá.
54 vừa nhá chị Nguyễn Nguyệt nhá. Đây nha các chị nha. Đây tiếp một váy này. Tiếp một váy này. Váy suông nhá mọi người nhá. Váy suông này em có một chiếc này. 55 cân ngoài đồng nhỉ. Ai gọi 55 cân không mẹ. Đây, các chị tầm khoảng từ 48 cân. 48 cân đổi lên đến 55 cân này. 48 đến 55 nhá. Xem là 100. Cái này sale là 100 nhá. Ren cao cấp này mọi người này. Đẹp cực kỳ luôn. Sau đó là lụa, chất đũi mát, siêu mát luôn. Hàng này đẹp lắm. Hàng này shop của nó khoảng 400 nghìn cái áo như váy như này. Quá đẹp luôn. Đây có chị nào thích thì lấy cái này này. Cực đẹp luôn. Comment Ren hoa cho em này. Bon hoa to. Hoa bon hoa to này 55-56 cân quay đầu chị ạ. 55-56 cân quay đầu mặc đẹp. Facebook của chị đang cho em. Ủa, chị đang cho em mượn mua hàng không phải chị đâu. Em không phải chị à, em đang tưởng chị. Đây nhá, em còn cái váy hoa ren này, hàng cao cấp này. Ai lấy comment hoa ren. Sale là 100 nhá. Các chị chọn ưng mẫu nào các chị mua. Cảm ơn chị Trang. Em cảm ơn chị Trang nha. Đây, ai lấy comment ren hoa cho em. Cái này hàng cao cấp, hàng đẹp. Còn một chiếc sale. Đây chị ơi, có phải váy hoa này không hả chị Nhung? Có phải cái mã hoa to này không? Đây sale là 99k này chị Nhung này. Em sale 99k này. Chị mặc rất là đẹp đấy. Mã này từ 45 cân đến khoảng 55-56 cân là mặc đẹp. Cái này không phải áo đâu, cái này là váy mà chị. Cái này là váy 99k. Nếu mà lấy thì comment váy hoa cho em nhá. Ừ, chị tưởng áo. Đấy là váy chị ạ.
Thịt thần đi ạ. Xin chào chị Lan Hương. Lâu lắm hôm nay mới chị Lan thấy chị Lan Hương vào xem này. Đây này các chị ơi, đây nha. Tiếp một mã váy lanh này. Tiếp một mã váy lanh nhá. Mã váy này em sale 100k 2 chiếc nha. Mua 1 tặng 1 nhá mọi người nhá. Mua 1 tặng 1. 100k 2 chiếc. Rất là đẹp luôn. Lanh Thái nhá mọi người nhá. Lanh Thái này. Mua 1 tặng 1, 100k 2 chiếc. Mã này thì tầm khoảng 53-54 cân quay đầu thôi. 53-54 cân quay đầu là đẹp này. Ai lấy thì comment nhá. Ai lấy thì comment cho em. 100k 2 chiếc luôn. 50k 1 chiếc kèm đơn nhá mọi người nhá. 50k 1 chiếc kèm đơn, ai lấy comment cho em. Vâng, cái này có mỗi một màu thôi chị ạ. Chị vừa mà chị Lan Hương, chị vừa thoải mái. Lan Hương vừa. Từ 40 cân trở lên đã là vừa rồi. Hàng Thái đẹp đấy ạ. Em còn lô này, em còn một cọc, em xem nốt. Đây, đằng trước là nó xếp ly như thế này này. Nó xếp ly này. Rất là đẹp luôn. Mát lắm nhá chị nhá. Váy này mát cực kỳ luôn. Hai chiếc 100k thôi mọi người nhá. Ai lấy comment nhanh nhá. Số lượng có hạn này. Có ai chốt mã này không nào? Em có thể bảo cô mặc thử cái váy đen đen được không? Định mua tặng mẹ chồng nên phải lựa chọn cẩn thận, lựa chọn cẩn thận. Rồi ok đấy, em bảo mẹ em thử cái váy đen này cho chị xem. Mẹ chồng chị bao nhiêu cân? Đây để em bảo mẹ em mặc thử cho chị xem. Mẹ chồng chị bao nhiêu cân? Cao 1m bao nhiêu hả chị? Để mẹ em thử cho chị xem nhé. Năm mươi bốn cân, cao 1m56. 54 cân, 1m56. Quân ở miếng 56 á, cái mặt cái sai này, vừa lại đây, váy này đây. Mình mặc hơi kích. Vẻ
Cái này trung tuổi mặc thì quá đẹp luôn. Chị Nguyệt Nguyễn là cái gì mà cho số điện thoại đấy? Chị Nguyệt Nguyễn ơi, chị lấy cái gì ạ? Váy này mặc xinh á. Váy này các bà trung trung tuổi, các chị, các cô, nói chung là từ 35, 40, 45 đổ lại thì mặc cái đẹp 50. Mặc đẹp chứ cái này nếu mà trẻ thì mặc mà mình thấy hơi già. Từ 35 tuổi nếu mà công sở mặc cũng vẫn đẹp. 35 đến 50. Đấy, quá đẹp luôn. Một cái váy lanh là 50 đúng không? Đúng rồi, Bi Trang ơi, cô đang sale ấy, anh chị đang sale nên là váy lanh rất là rẻ. Váy lanh 50k. Nguyễn Nguyệt ơi, lấy thì lấy hai cái thì mình người xem mấy ấy nhá. Mẹ cháu 50 tuổi có được không cô? Quá đẹp luôn, 50 tuổi thì quá đẹp. Váy chị mặc bao nhiêu? Váy chị mặc đang sale là 250, váy này mình lấy vào đã hơn 300 rồi ấy. Đẹp lắm. Ê, giá nó sáng này mặc không bị lộ bụng đâu, mình 60 cân, cao 1m6 đó. Nó có hai màu đấy, còn cả một màu đỏ nữa. Lấy một cái thôi Bi Trang. Ừ, Trang lấy kèm đơn thì lấy một cái được cho chị Trang, một chị Bi Trang một cái váy lanh. Còn nếu mà các bạn chưa có đơn thì chốt váy lanh từ hai cái thì mình mới ship nhé, chốt một cái rồi mai gọi lại không lấy ấy. Cho Trang một cái đúng không? Váy lanh 50k, chị 54kg. Nguyễn Nguyệt lấy thì comment là váy lanh, nếu mà lấy từ hai cái thì mình mới chốt nha, bởi vì lấy một cái váy lanh ấy thì cũng không ship được ấy. Cái size mình đang mặc này là size L. Size cô mặc này là size L nhá. Size chị mặc là size L. Size chị mặc là size L. Đẹp luôn. Váy cho người trung tuổi còn có một cái váy này cũng rất là đẹp này. Cái này cũng còn một cái size L này. Váy này là mình bán tại cửa hàng, bán tại shop ấy. Còn lẻ và mày bận ấy cũng không có thời gian để bán. Đây. Đây. Váy này cho người trung tuổi cũng đẹp này. Đấy. Hai cái này mình đều sale 250 nhé, toàn hàng Quảng Châu xịn luôn, toàn hàng lấy vào đã 300 mấy một cái rồi. À, chị Trang bảo cho chị xem váy lanh. Đây váy lanh đây. Váy lanh này hàng Quảng Châu. Váy lanh này thì quá đẹp đây, túi của nó còn xịn như thế này cơ. Có hai màu không váy lanh. Váy lanh chỉ có một màu. Váy lanh mình còn một màu này, váy này mình sale. Váy này là 100.000 một cái. Đây là lanh này, túi của nó. Cái lanh này lanh suất mà không phải là cái lanh thường như lanh chợ đâu, chất lanh xịn đây. Người ta may đây này. Người ta may này. Đấy, may đẹp như thế này, cái von của nó pha đẹp như thế này cơ mà. Đây nhưng mà mình sale ấy, cho nó qua mẫu đi. Rồi ok, để cô tìm nào. Đây, lanh này mặc lên đẹp lắm, nhã nhặn. Ai cũng thể mặc được. Lanh này thì dễ mặc này, trẻ mặc được, trung tuổi mặc được. Mình mua, mình mặc xong mình để mình tặng cho cả nhà, ai mặc cũng được ý. Có màu, một màu khác. Màu khác là nó pha cái phần trên này là màu khác thôi, chứ còn thân là đều là màu đen. Đây nhá. Tặng Trang xem váy lanh đây này, váy lanh này. Cái lanh này mặc thích cực kỳ luôn, mình đảm bảo cái chất lanh này nó là lanh xịn chứ không phải cái lanh thường đâu. Cổ màu đỏ thôi, nó không giống gì.
chị đang hỏi mình nút thêm, chị chào ngành mình nút thêm áo. Chị chào ngành bảo không lấy đỏ. Chị có đỏ rồi. Chị Nguyễn Nguyệt ơi, nếu mà lấy thì cho em xin số điện thoại. À, có hai màu. Váy này thì chỉ có một màu thôi. Một cái váy lanh thì không bo đâu, tại vì tiền ship nhà em là ship code 30k trên toàn quốc, váy lanh có 50k, ship mất 30k rồi thì không bo, em gửi cho các chị. Các chị mua luôn hai cái đi, tại vì là mua một tặng một luôn ấy, nó giá rẻ rẻ như thế cơ mà chị. Bọc cái váy kia thì cổ nó cũng màu đỏ thôi, chẳng biết cái màu đấy đâu. Cái váy kia nó cũng màu như em đang mặc ấy, nhưng mà cái phần màu vàng của nó là màu đỏ, nó y như thế. Nó test váy đây mà nhỉ. Mặc như thế mà đúng rồi. Váy lanh như em đang mặc thì comment nhá các chị nhá. Ai lấy váy lanh như em đang mặc thì comment. Chị Yến Nguyệt thì mua váy lanh, mua thêm một cái váy dây thì cũng được, còn cái váy dây này chị mua cần đơn thì. Đổi mẫu này các chị này, đổi mẫu này, em còn một chiếc áo này nhá. Còn một chiếc áo này sale 50k này. Sale 50k các chị, 52 cân quay đầu nhá. 52 cân quay đầu. Sale 50k, ai lấy thì comment đỏ cho em, đỏ kèm số điện thoại cho em. Sale 50k áo cho em mặc các mọi người nhá. Này. Ai lấy comment đỏ nhá. Đỏ kèm số điện thoại cho em, đỏ kèm số điện thoại này, còn một chiếc sale note này. Chị nào lấy comment đỏ kèm số điện thoại cho em. Xin chào chị Chi Lân, lâu lắm hôm nay mới thấy. Mới thấy tình yêu. Nào ai lấy đỏ nào? Ai lấy đỏ comment cho em nào. Sale 50k này các chị kể cả mặc với quần bò cũng được nhá. Đây đuôi tôm rất là xinh luôn. Đôi tôm xinh này các chị này. Kể cả các chị mặc với quần bò hoặc là quần legging đều đẹp. Em có một chiếc nhá, 52 cân quay đầu. Từ 40 cân đến 52 cân quay đầu. Ai lấy đỏ comment đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Đỏ kèm số điện thoại đi ạ. Đẹp cực kỳ luôn này các chị này. Đấy. Ai lấy đỏ comment nào. Có ai chốt mã này không nào? Ai chốt mã này comment cho em nhá. Like nốt mã này nghỉ nhá các chị nhá. Ai lấy gì thì có thể sau like xem lại like nhá chị nhá. Xem lại like. Phương Vũ. Phương Vũ có đơn chưa nhở? Chị Phương Vũ, nếu mà chị thích cái váy, nếu mà chị muốn mua váy cho mẹ ấy, thì có thể inbox cho em nhá chị nhá. Có thể inbox cho em, nếu mà em thấy cái màu đỏ kia thì em sẽ chụp, chụp ảnh gửi cho chị. Rồi ok chị Hảo Hồng. Chốt đỏ cho chị Hảo Hồng này. Inbox cho em nha chị Phương Vũ nha.
mình hoàn toàn. Có mỗi 2-3 cái thì nó sẽ tâm trả lành. Đen này các chị này, đen nha, đen còn hoa xanh này, đen còn hoa xanh với lại hoa vàng nhá. Rồi chị xem lại nhé, đây chị áo em mặc nhé. Rồi ok chị Phương Vũ. Ok chị Nguyễn Nguyệt nha. Đây nhá chị nha. Mặc đen như em mặc này. Mặc đen như em mặc nhá. Có đen, có hoa xanh và có hoa vàng. Đen, hoa xanh và hoa vàng. 120 sale còn 70 này. 120 sale còn 70. Các chị tầm khoảng 54 cân nhá. 53-54 cân quay đầu. Từ 40 cân đến 52-53 cân đẹp. Từ 54 cân mặc trực 52-53 cân quay đầu mặc đẹp này. Còn đen, hoa xanh và hoa vàng. Đen, hoa xanh và hoa vàng. Ai lấy màu nào comment cho em này. Chân váy như em đang mặc có bán nhé mọi người nhá. Đen, hoa xanh và hoa vàng ạ. Em có 3 màu hoa này. Siêu đẹp luôn, 70k nhá mọi người nhá. Đang sale là 70k. Dạ. Còn ai đâu mà bán đồ nam. Nào các chị ơi, cái mã này quá đẹp, cái mã này các chị mua chỗ khác 120 luôn, em đảm bảo. Mọi người mua là 120 luôn, em sale nhá. Con xịn đẹp luôn ạ. À. Có ai chốt nè. Rồi ok, áo đỏ lúc trước rồi nhá chị nhá. Mã yếm này quá đẹp luôn. Xinh đẹp như thế này luôn. Ai lấy comment thì em chốt nhá. Xin phép nghỉ nha mọi người nha. Ai lấy gì sau like có thể xem lại like chụp màn hình inbox cho em nhá. Chào tất cả mọi người.